Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, chẳng ai bỗng dưng trở nên giàu có cả. Hạnh phúc và thành công của mỗi cá nhân, sự thịnh vượng của mỗi gia đình không phải là điều một sớm một chiều đạt được, mà phải có tích lũy lâu dài. Vì vậy, nếu một người hội tụ được 8 dấu hiệu sau, thì chắc hẳn sẽ trở thành người thành công trong tương lai. Quý vị cùng nghe và chiêm nghiệm nha. Thứ nhất, tự giác có chí tiến thủ. Vocky từng nói, những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới của chúng ta đều đến từ sức lao động và bàn tay khéo léo của con người tạo ra. Mồ hôi chính là biểu tượng của lao động, hiệu quả công việc và thu nhập. Khi còn có thể đổ mồ hôi, chính là một loại may mắn. Những ngày tháng tay làm hàm nhai, tự nuôi sống bản thân bằng sức lực của mình mới là giai đoạn cho chúng ta kinh nghiệm, thu rèn tâm tính và bôn đắp bản lĩnh vững vàng nhất. Mạc Đĩnh Chi sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó khiến ông chỉ có thể tự đọc sách và nghiền ngẫm nội dung ngay trong lúc gánh củ đi bán. Thậm chí, nhà ông cũng chẳng có tiền mua đến để đọc sách, nên phải đốt củi đốt lá rừng để lấy ánh sáng học. Với nghị lực phi thường và là kỳ tài hiếm gặp, ông được phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức Trung Hoa và Đại Việt. Trạng Nguyên Nguyễn Quán Quang cũng là người sinh ra trong một nhà nông nghèo, không có đủ gạo tiền để theo học. Nhưng với bản tính vốn ham học hỏi, Nguyễn Quán Quang thường lân la ngoài cửa lớp, nghe thầy dạy bọn học trò trong làng học sách Tam Tự Tinh. Sau này tình cờ phát hiện nét chữ của cậu rất đẹp, nên thầy giáo mới cho gọi vào lớp và thu nhận làm học trò. Sau này Nguyễn Quán Quang học một bít bưởi, đỗ Trạng Nguyên khi vua Trần Thái Tông mở khoa thi đại tỷ thủ sĩ. Bạn nên nhớ rằng, nỗ lực, nó giống như là nước chảy đá mòn vậy. Có thể chúng ta sẽ không thấy được chút tác dụng gì trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu bạn kiên trì tới cùng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Bạn càng chăm chỉ khi bạn còn trẻ, cuộc sống của bạn sẽ càng thú vị khi bạn về già, và cuộc sống của bạn sẽ càng hạnh phúc. Thứ hai, là người sống tử tế. Mạnh Tử đã nói, ai biết yêu người khác thì luôn xứng đáng được yêu. Thành công lớn nhất của một người không tới từ việc anh ta có một sự nghiệp huy hoàng tới đâu, mà là sự dịu dàng, ấm áp anh ta dành cho người thân của mình. Khi Hàn Tín còn nhỏ, gia đình rất nghèo. Một hôm khi đang câu cá, một bà lão gần đó đã chia một phần cơm cho Hàn Tín lót dạ. Hàn Tín hết mực cảm kích, hứa về sau nhất định sẽ báo đáp cho bà. Bà lão chỉ đáp, cậu cứ có cơm ăn đi đã, nói gì đến chuyện trả ơn. Sau khi Hàn Tín đi làm quan, ông vẫn nhớ ân tình, nên đã gặp lại bà lão năm xưa và ban thưởng cho bà hộ hĩnh. Có thể thấy không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và hành động hôm nay của bạn có thể đem tới tác động lớn như thế nào. Nhưng những người được bạn đối xử tốt sẽ biết ơn, ngay cả khi họ không có khả năng trả ơn bạn. Người có đức, ắt cũng có phúc. Chỉ khi bạn nuôi dưỡng lòng tốt của mình, phúc khí và may mắn mới có thể sinh sôi. Khi có thể tử tế với tất cả những người xung quanh, cuộc sống của bạn sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Thứ ba, luôn biết bằng lòng với những gì mình có. Thomas Cooley, người đã dành 5 năm nghiên cứu về triệu phú và là tác giả của cuốn sách Thói Quen Giàu Có, khẳng định người tự thân làm giàu thành công không phải khi nào cũng là người sở hữu những xe cộ, căn nhà hay món trang sức xa xỉ đắt tiền nhất. 83% trong số các triệu phú tự thân sống trong căn nhà giản dị, mua những chiếc ô tô đã dùng nhưng vẫn còn vận hành tốt. Dùng bữa ăn hầu hết là ở nhà và không sắm sửa quần áo đắt tiền. Họ cũng mạnh mẽ tránh xa các khoản mua sắm đầy tự phát và tạm tính. Ước mơ là động lực cho bạn phấn đấu thực hiện hoài bão mình theo đuổi. Nó không có nghĩa theo kiểu đứng núi này trong núi nọ hay chứa đầy sự tham lam không biết tự đủ. Thực tế người hạnh phúc là người biết bằng lòng với những gì mình có. Trên hành trình cuộc sống luôn có hoa hồng chen lẫn với trong gai. Hoa hồng thì thơm và đẹp, gai góc nó làm cho ta đau. Không có cuộc sống của bất kỳ ai chỉ toàn tiếng cười, và cũng không có cuộc sống của ai chỉ toàn là tiếng khóc. Một người biết đủ luôn thấy lòng nhẹ nhõm, tâm hồn khoáng đạt, nên tư duy cũng sáng suốt, công việc cũng trở nên thuận lợi
và gặt hái được những thành công. Biết đủ là cửa ngõ của thành công và là một loại cảnh giới của hạnh phúc. Bạn nên học cách biết ơn và hạnh phúc với những điều tưởng chừng chỉ nhỏ nhoi nhưng mang giá trị vững bền, như cảm giác bị hít thở không khí khi chạy bộ chẳng hạn. Nó không hề tốn một xu nào, nhưng luôn cần thiết vì sẽ đem lại nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống của bạn. Thứ tư, luôn lập kế hoạch. Cuộc đời mỗi con người không tính bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, mà tính bằng năm, bằng những cuộc hành trình, là phép cổng của những kế hoạch ngắn hạn và dài hơi. Và thánh đường của cuộc sống chỉ là kết quả của những kế hoạch ấy. Bất kể bạn tìm đường đi đơn thuần hay tìm kiếm con đường dẫn tới tương lai hạnh phúc, bạn đều cần trang bị cho mình một tấm bản đồ để không mệt mỏi vì đi sai đường và không mất nhiều thời gian công sức, thậm chí phải đánh đổi hay trả giá để sửa chữa những sai lầm không đáng có. Bạn sẽ biết rõ xuất phát điểm cũng như mục tiêu bạn định đi tới, và quan trọng hơn, bạn sẽ định vị chính xác lộ trình mà bạn cần phải đi để có thể tới đích một cách nhanh nhất, ít rủi ro nhất. Có con đường thẳng tắp để đi đến đích, có con đường ngoằn ngoèo, và nếu chịu khó nghiên cứu thì ta thấy thêm những con đường tắt. Vô vàn đường đi, ta phải biết quyết định hướng đi và quyết định đi theo con đường nào. Bạn biết cách lựa chọn đường đi thuận lợi nhất cho mình, hãy kiên trì, sẽ thấy được điều lý thú. Nếu bạn chấp nhận để cho cuộc sống chỉ mang lại cho bạn những thứ không có gì là mới mẻ, thì bạn sẽ chỉ cứ thế trôi dạt theo dòng chảy của cuộc sống. Không phải tất cả các tấm bản đồ đều dẫn đến kho báu, nhưng nếu bạn nghiên cứu kỹ con đường như nhà quân sự nghiên cứu chiến thuật trước khi ra trận, thì cơ hội để sở hữu kho báu không ngoài tầm với. Đó cũng là cách tư duy khoa học của người giàu. Thứ năm, có khả năng tiết kiệm. Trên thực tế, có khá nhiều người trẻ than vãn rằng họ đã rất chăm chỉ nhưng mãi chẳng thể giàu lên được, mà họ không nhận ra nguyên nhân của cái nghèo nằm ở chỗ họ đã sẵn sàng chi tiền vào những khoản không ra lợi nhuận, không có ích, những thứ phù phiếm. Tiền làm ra thì ít, chi tiêu lại nhiều và luôn rơi vào tình trạng cháy túi. Người xưa đúc kết, buôn tàu bán bè, không bằng ăn rẻ hà tiện. Tiết kiệm tiền quả thực rất quan trọng với một người. Có thể bạn không biết rằng Warren Buffett đã bắt đầu tiết kiệm tiền khi ông vẫn còn làm nghề bán báo. Và ông đã tiết kiệm tất cả số tiền có thể tiết kiệm được. Ông nói rằng bí quyết làm giàu của mình là tiết kiệm, đầu tư, tiếp tục tiết kiệm, tiếp tục đầu tư. Thứ sáu, có những người hàng xóm tốt. Người xưa có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Ấy là muốn nói đến tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Khi chúng ta sống trong một môi trường mà xung quanh là các mối quan hệ cá nhân hòa hợp, hàng xóm thuận hòa, giúp đỡ lẫn nhau, những phiền toái và đau khổ trong cuộc sống sẽ được giảm bớt. Chỉ bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, cuộc sống của chúng ta có thể suôn sẻ hơn. Có những người hàng xóm tốt chính là một loại may mắn. Khi hàng xóm láng giềng vui vẻ, sống chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau, sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn sẽ đều được cải thiện. Khi những người hàng xóm tốt bụng thường đến nhà chơi, họ sẽ mang nhiều sinh khí vào cuộc sống của chúng ta. Hãy giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, đón tiếp họ bằng sự tử tế và trái tim ấm áp. Làm được điều này, cuộc sống của mọi người sẽ ngập trong hạnh phúc và tiếng cười, tương lai đầy hứa hẹn. Thứ bảy, gặp người bạn tốt. Tục ngữ có câu giàu vì bạn, sang vì vợ. Thật là may mắn khi trong cuộc đời ta tìm được những người bạn tốt có cùng chí hướng. Có những người như vậy sát cánh cùng, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn tốt không nhất thiết phải mang đến cho ta món quà vật chất, tặng ta tiền bạc, mà họ đối xử với ta bằng cả tấm lòng và sự tử tế. Đôi bên cùng nhau chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng nhớ đến câu chuyện đẹp về tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ. Họ là hai người bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. Dương Lễ nhà nghèo, còn Lưu Bình giàu có, nên đã đưa bạn về nhà ở, ăn cùng mâm, học cùng đèn. Tình bạn hữu rất là tương đắc. Đến khoa thi, Dương Lễ thi đậu được bổ ra làm quan, còn Lưu Bình thi rớt. Nên sinh ra chán nản, ăn chơi hơn trước, thì mãi không đậu, tiền của tiêu mãi rồi cũng hết. Trong lúc đó, Lưu Bình nhớ đến người bạn thuở thiếu thời là Dương Lễ, hiện đang làm quan lớn, nên tìm đến mong nhận được sự trợ giúp của bạn.
cay đắng thay, Dương Lễ lánh mặt không tiệm, chỉ dọn mâm cơm hầm với đĩa cà thâm để đãi. Khi Lưu Bình đau khổ quay về, Dương Lễ đã cho vợ âm thầm đi theo để giúp Lưu Bình ăn học thành tài. Quả thực, nếu không có sự giúp đỡ của Lưu Bình, Dương Lễ vì gia cảnh nghèo khó thì cũng khó có thể đỗ đạt qua bản. Ngược lại, nếu Dương Lễ không hy sinh đi tình vợ chồng để giúp thì Lưu Bình cũng chẳng thể có ngày đỗ đạt. Thứ 8. Gặp người thầy giỏi. Người xưa có câu danh sư xuất cao đồ, ý chỉ một người thầy giỏi tiếng thơm thì ắt học trò cũng dễ giỏi giang hơn người. Phần lớn những người thành công, quyền lực và giàu có trên thế giới đều có những người thầy, người cố vấn dìm dắt dạy bảo họ. Tỷ phú Bill Gates từng khẳng định, một nữ thủ thư xinh đẹp là người thầy có ý nghĩa nhất, giúp ông thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cuộc đời mình. Ông kể, lần đầu tôi gặp cô Blanche, bà là nữ thủ thư xinh đẹp, duyên dáng, trong khi tôi thì là một cậu học sinh lớp 4 rụt rè và nhút nhát. Tôi rất hay xấu hổ bởi vì chữ viết rất xấu và tôi nghĩ rằng đọc sách là sở thích của con gái. Nhưng cô Blanche đã che chở khuyến khích tôi duy trì thói quen đọc sách. Bill Gates tin rằng cô Blanche đã giúp ông thoát khỏi vỏ bọc của mình, tìm ra phương pháp học tập thú vị. Đầu tiên, cô khuyến khích niềm đam mê đọc sách của ông thông qua những câu hỏi như: em thích đọc sách gì? Tại sao anh lại đọc cuốn sách này? Sau khi ông đọc một cuốn sách, cô sẽ hỏi kỹ hơn rằng: em có thích cuốn sách này không? Em học được gì ở cuốn sách ấy? Nhờ sự quan tâm của cô Blanche, Bill Gates đã thoát khỏi chiếc kén của mình, hình thành thói quen đọc sách, một trong những phương pháp giúp ông thành công. Khổng Tử cũng từng khẳng định, trong ba người đồng hành, ắt có người là thầy của ta. Mỗi người đều có những điểm sáng đáng để ta học hỏi. Điều quan trọng là chúng ta phải chọn được điểm tốt để học theo, để phát triển chính mình, trở thành phiên bản tốt hơn. Tích cực học hỏi từ những thành công và thất bại của những người xung quanh, chắc chắn bạn sẽ đạt được ước mơ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tiền bạc, danh tiếng không đủ làm nên sự giàu có. Một người thực sự giàu có khi họ có thể làm được những gì mình muốn và luôn cảm thấy bình an, hạnh phúc trong tâm hồn. Đồng thời, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi có thể đem đến những giá trị tích cực trong cuộc đời. Triết lý cuộc sống, kính chúc quý vị sớm đạt được những mơ ước. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.